Hôm nay, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 chính thức bắt đầu. Tất cả 31 điểm thi tại tỉnh Hưng Yên đã hoàn tất các thủ tục cuối cùng, sẵn sàng các điều kiện cho ngày thi chính thức mùng 7 tháng 7. Đúng 8 giờ sáng, ngày làm việc đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 chính thức bắt đầu. Hơn 2.000 cán bộ giáo viên đã tới 31 điểm thi trên toàn tỉnh nhận nhiệm vụ, nghe quán triệt về quy chế thi theo nguyên tắc rõ người, rõ việc. Đồng thời triển khai các vấn đề về nghiệp vụ coi thi, trong đó chú trọng đến việc phát hiện gian lận thi cử bằng công nghệ cao, cách xử lý nếu có những sự cố bất thường xảy ra. Việc chuẩn bị cái quy chế thi này thì không phải là chỉ ngày hôm nay mà chúng tôi cũng đã được chuẩn bị trong một khoảng thời gian rất là dài. Chúng tôi cũng đã sẵn sàng tham gia cho kỳ thi này một cách tốt nhất. Cũng trong sáng ngày 6 tháng 7, các điểm thi tiếp tục kiểm tra, rà soát lại cơ sở vật chất, công tác phòng chống dịch và đảm bảo an toàn kỳ thi, kịp thời xử lý, khắc phục sai sót, đảm bảo các điều kiện để tổ chức thi. Phòng thi có đầy đủ các thiết bị mà đảm bảo cho các em học sinh làm bài thi, có đủ 3 phòng chờ, có phòng thi riêng và có phòng dự phòng. Nhà trường cũng đã chuẩn bị các cái vật dụng để phục vụ cho công tác phòng chống dịch, như là khẩu trang, nước khử khuẩn. 14 giờ chiều, gần 14.000 thí sinh trên toàn tỉnh đã tới điểm thi, nhận phòng thi, được cán bộ coi thi phổ biến quy chế, rà soát lại thông tin cá nhân như ngày tháng năm sinh, số báo danh để kịp thời sửa đổi, bổ sung nếu có sai sót. Do đã có sự chuẩn bị chu đáo về kiến thức, nhiều thí sinh đến điểm thi trong tâm trạng vui tươi, hào hứng. Em cũng tự trấn an rằng là đây là một kỳ thi để mình thể hiện cái năng lực của mình. Nên là em đã chuẩn bị một cái tâm thế thoải mái nhất để có thể bung hết những cái kiến thức mà mình đã tích lũy được. Em sẽ đọc sách này, tìm hiểu ở trên mạng và dựa vào những gì thầy cô dạy để đi thi có thể trả lời được bài. Em tự tin là em sẽ làm bài hết năng lực của mình ạ. Thưa quý vị và các bạn, một trong những điểm mới của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay đó là các điểm thi sẽ phải bố trí một phòng chứa đồ cho thí sinh nằm cách khu vực thi tối thiểu 25m. Và thí sinh sẽ không được mang những vật dụng không cần thiết vào trong khu vực thi. Điều này thì đã được các giám thị một lần nữa nhắc nhở, phổ biến đến các em trong buổi làm thủ tục chiều hôm nay. Ngày mai, thí sinh sẽ tham dự ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông với hai môn toán và ngữ văn.